Hoàng Thùy giật mình vì Khánh Vân gọi nhỡ lúc nửa đêm, tiết lộ tình trạng của đàn em trước thềm bán kết Miss Universe. Sáng nay, ngày 12 tháng 5, Hoàng Thùy đã có fan thót tim vì phát hiện cuộc gọi nhỡ của Khánh Vân lúc đêm muộn. Liệu Khánh Vân đang gặp vấn đề gì trước thềm ngày thi quan trọng? Đại diện Việt Nam sang Mỹ chinh chiến tại Miss Universe, Khánh Vân không chỉ được fan ủng hộ hết lòng và còn nhận được sự giúp sức lớn từ giàn chị em nàng hậu Miss. Hiện tại, Khánh Vân đã trải qua nửa chặng đường của Miss Universe. Đêm bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 14 tháng 5 tới. Ấy vậy mà trước thềm ngày đàn em bước vào đêm thi quan trọng, Hoàng Thùy đã bị một fan bối rối vào lúc sáng sớm khi phát hiện đã bị nhỡ cuộc gọi của Khánh Vân lúc nửa đêm. Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 chia sẻ vào sáng nay, ngày 12 tháng 5, cô phát hiện đêm qua Khánh Vân đã gọi điện nhưng do chênh lệch về thời gian nên không thể trò chuyện với cô em. Với kinh nghiệm của người từng trải, Hoàng Thùy vô cùng lo lắng. Thấy lòng buồn chồn không biết em đang gấp chuyện gì. Vì năm trước mình cũng hay gọi ekip lúc nửa đêm vì ngược giờ có người ở Việt Nam nghe máy mừng lắm. Mà tối em gọi không thấy mình vì mình đi ngủ sớm. Video đang hot. Tối muộn ngày 11 tháng 5, Khánh Vân đã liên lạc với Hoàng Thùy nhưng không được. Việc bỏ nhỡ cuộc gọi của đàn em khiến Hoàng Thùy rất buồn chồn, lo lắng. Vào lúc 6 giờ sáng nay, ngày 12 tháng 5, giờ Việt Nam, Hoàng Thùy đã chủ động liên lạc lại và trò chuyện với Khánh Vân suốt 17 phút. Mặc dù không tiết lộ lý do Khánh Vân cầu cứu lúc nửa đêm nhưng Hoàng Thùy đã chia sẻ tình trạng hiện tại của cô em thân thiết, vui lắm, nghe em nói chuyện thấy vui hơn vì em có thể giải quyết mọi việc chuyên nghiệp và nhanh nhạy đoán tình hình chung. Chia sẻ của Hoàng Thùy khiến người hâm mộ phần nào an lòng về việc Khánh Vân đang chinh chiến một mình ở Mỹ giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Mặc dù phải trải qua rất nhiều hoạt động, thay outfit lia liệm nhưng Khánh Vân vẫn rất dồi dào năng lượng. Vui vẻ và rạng rỡ những lúc lộ diện trước công chúng, Hoàng Thùy cho biết Khánh Vân đang rất vui vẻ và biết cách giải quyết mọi việc vô cùng chuyên nghiệp. Hoàng Thùy cũng kêu gọi bình chọn để Khánh Vân bước vào top 21 Miss Universe. Hoàng Thùy là đại diện Việt Nam tại Miss Universe vào năm 2019, chính vì vậy cô sẽ có nhiều kinh nghiệm truyền cho Khánh Vân. Năm đó Hoàng Thùy lọt vào top 20 Trung Quốc, trước ngày Khánh Vân sang Mỹ, Hoàng Thùy đã gửi tin nhắn động viên và hướng dẫn tận tình những điều cần lưu ý cho đàn em thân thiết. Khánh Vân đang giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái trước thềm đêm bán kết diễn ra vào tối ngày 14 tháng 5 tới, theo giờ Mỹ. Đại diện Việt Nam nào đủ đẹp để chặt đường kim Miss Universe? Khi thi Miss Universe, nhiều đại diện Việt Nam tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với đương kim hoa hậu, tạo ra cuộc đỏ sắc thú vị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.